Thánh lễ Trident Tino mà bạn sẽ được xem là cổ hơn cả ngàn năm. Phần chính yếu của nó và nghi thức có từ thế kỷ thứ 6. Nghi thức thánh lễ vừa là đáng tôn trọng và cổ kính, nó diễn tả cách hoàn chỉnh những gì chúng ta là những người công giáo tin về hy tế của thánh lễ. Như chúng ta nói lex credendi, lex orandi, ước gì quy luật đức tin là quy luật của cầu nguyện. Bằng cách thực thi cách trung thành nghi thức này, linh mục trở thành không gì khác hơn là thừa tác viên của Chúa và của hội thánh của Ngài trong việc cử hành những mầu nhiệm thánh. Ba khăn bàn thờ được dùng để phủ lên bàn thờ và đá thánh. Sách lễ sau khi đã được chuẩn bị cách cẩn thận trước cho thánh lễ, được đặt trên giá không mở ra và cành mở quay về tâm bàn thờ. Nếu có bình đựng ít bánh lễ nhỏ để truyền phép thì đặt nó trước khi thánh lễ bắt đầu ở phía đọc phúc âm của bàn thờ. Nếu bình đựng bánh lễ nhỏ một khi đã truyền phép phải đặt vào nhà tạm. Khăn phủ bình đựng thì để ở phía đọc thánh thư của bàn thờ. Ba tấm bản ghi các kinh chính phải đọc trong thánh lễ được đặt trên bàn thờ. Trong lễ thường, hai cây nến được thắp. Sau khi đã chuẩn bị trước để cử hành thánh lễ, linh mục đi vào phòng thánh. Để bắt đầu, linh mục rửa tay và chuẩn bị chén thánh. Người đặt khăn lau trên chén thánh rồi đến đĩa thánh với bánh lễ, tấm đài, sau đó khăn phủ chén thánh. Chú ý để cho toàn bộ chén thánh kể cả chân chén được phủ hoàn toàn và cuối cùng là bao đựng khăn thánh. Sau đó linh mục mặc lễ phục cho thánh lễ. Người đặt khăn vai lên đầu, căng nó ra rồi hạ xuống, choàng quanh cổ và thắt dây lại trước bụng sau khi đưa dây vòng sau lưng và vòng quanh bụng. Sau đó người mặc áo trùm trắng. Thắt dây lưng. Cầm khăn tay với tay phải, hôn và đặt nó trên cánh tay trái. Tiếp theo, người cầm dây phép với hai tay, hôn và đưa chéo nó lại trước ngực và dùng dây thắt lưng thắt lại nơi eo. Sau cùng, người mặc áo lễ. Thông thường, linh mục phải đọc kinh khi mặc mỗi một thứ lễ phục. Sau khi mặc lễ phục xong, linh mục cầm chén thánh với tay trái, đặt tay phải trên bao đựng khăn thánh, cúi đầu chào thánh giá và rời phòng thánh đi ra bàn thờ. Vào nhà thờ, người đưa tay lấy nước thánh và làm dấu thánh giá. Đến chân bàn thờ, linh mục dừng lại ở giữa, trước các cấp và cúi mình sau chào thánh giá. Hoặc nếu có mình Thánh Chúa trong nhà tạm, người bái quỳ trên nền nhà và không phải trên cấp cuối cùng của bàn thờ. Trong thánh lễ, linh mục sẽ bái quỳ trên cấp bàn thờ. Ở đầu và cuối thánh lễ, người bái quỳ trên nền nhà. Người đi lên phía giữa bàn thờ, đến nơi người đặt chén thánh về phía đọc phúc âm, cầm bao đựng khăn thánh ra khỏi chén thánh với tay trái và dùng tay phải lấy khăn thánh ra và đặt nó vẫn đang được xếp trên bàn thờ.
Với tay phải, người đặt bao đựng khăn thánh phía đọc phúc âm tựa vào bục thành bàn thờ hoặc vào chân đèn. Sau đó dùng hai tay, người trải khăn thánh ra ở giữa bàn thờ. Khăn thánh phải được đặt khoảng 3 cm cách rìa ngoài của bàn thờ. Lý do của việc này là, như bạn có thể thấy, suốt thánh lễ, linh mục phải đặt hai tay chắp lại trên bàn thờ. Khi làm như vậy, người phải cẩn thận không để tay mình chạm đến khăn thánh. Sau đó, người cầm chén thánh với tay trái ở đốt của nó, đặt tay phải trên khăn phủ bên trên tấm đài và để nó ở giữa khăn thánh với khoảng cách rìa ngoài bàn thờ, làm sao có thể hôn bàn thờ cách dễ dàng. Người căng hai đầu góc phía ngoài khăn phủ để chén thánh hoàn toàn che không thấy được. Dùng hai tay, người mở sách lễ ở ca nhập lễ của thánh lễ mà người sẽ cử hành. Chắp hai tay trước ngực, chú ý để ngón cái tay phải trên ngón cái tay trái thành hình thánh giá. Người cúi mình sau chào thánh giá, quay về phía tay phải mà suốt buổi lễ người cũng sẽ làm như vậy và bước xuống cấp dưới bàn thờ. Đến bên dưới cấp bàn thờ, chủ tế cúi mình sau chào thánh giá hoặc bái quỳ trên cấp cuối bàn thờ nếu có mình thánh chúa trong nhà tạm. Trong phần đầu này của cuốn phim, để tỏ cho thấy rõ lời kinh và cử chỉ kèm theo khi dâng thánh lễ, mỗi lời kinh đều được đọc to tiếng. Trong phần thứ hai của cuốn phim, trong đó lễ thường được quay từ đầu đến cuối, sẽ có một sự phân biệt giữa những lời kinh đọc to tiếng và những lời kinh đọc thầm. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Chủ tế làm dấu thánh giá với tay phải. Khi làm dấu thánh giá, linh mục đặt bàn tay trái dang thẳng ngay dưới ngực. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad alta re Dei. Adeum crucificat juventutem meam. Judicam et Deus edicene causa meam de gente non sancta abomine nique et doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repuissi et quare retrescit in shadow de malficit inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deluxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo et are Dei, adeum qui edificat juventutem meam. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristites anima mea et quare conturbas me. Spera in Deo conim ad confitebor illi, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Adeum glorificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Chủ tế cúi mình sâu trong lúc đọc Confiteor, người đấm ngực nhẹ mỗi lần đọc Mea Culpa. Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia pecca venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, beato Michaelem Arcangelum, beato Ioannem Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres. Orare pro... Người giúp lễ sau khi đọc xong Miserere tutui, linh mục trả lời Amen rồi đứng thẳng lên. Amen. Confiteor Domini Potenti, beate Mariae semper virginem, beato Michaelem Arcangelum, beato Ioannem Baptistam. Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca vinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, beatum celi arcangelum, beatum Ioannem Baptistam. Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misera tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Sau khi đọc Indulgentiam, chủ tế cúi mình vừa trong suốt các kinh còn lại bên dưới bàn thờ. Deus tu conversus vivificabis nos. Et presto et habitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus.
Khi chủ tế đọc Oremus, người giang tay và chắp lại ngay. Người chú ý để lòng bàn tay đối diện nhau và khi giang tay thì không quá vai mình. Oremus. Sau khi đọc xong Oremus và chắp tay lại, chủ tế bước lên cấp bàn thờ vừa đọc thầm Aufera Nobis. Việc đọc lời kinh này phải xong trước khi người lên đến bàn thờ. Khi đến giữa bàn thờ, người cúi mình, đặt hai tay chắp lại trên rìa bàn thờ và bắt đầu đọc thầm Oramus Te Domine. Khi đọc đến Quorum Reliquiae Ixunt, người đặt hai bàn tay lên bàn thờ bên ngoài khăn thánh và hôn đá thánh. Người chắp tay lại trên ngực và quay về phía thánh thư ở góc bàn thờ và đi đến đó lúc đọc xong lời kinh. Xem lại gần hơn những gì chủ tế làm. Người đặt hai bàn tay chắp lại trên bàn thờ, chú ý không để các ngón tay chạm viền khăn thánh. Người đặt hai tay trên bàn thờ, lòng bàn tay úp xuống gần rìa ngoài bàn thờ, cúi mình và hôn bàn thờ. Đứng thẳng lên, người chắp tay lại và tiến về phía sách lễ trong lúc người đọc xong Oramus Te Domine. Chúng ta hãy xem lại đoạn này. Oramus te Domine per merita sanctorum tuorum, quorum reliquiae ixunt. Et omnium sanctorum ut indulgere dignari somnia. Quay mặt về sách lễ, người bắt đầu đọc lớn tiếng ca nhập lễ. Đang khi đọc lời đầu, người làm dấu thánh giá cùng lúc đặt tay trái dưới ngực. Trong lúc đọc Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, người cúi đầu về phía thánh giá. Khi chủ tế lặp lại phần đầu của ca nhập lễ, người chỉ đọc mà không làm dấu thánh giá nữa. Nếu có tên của Thiên Chúa Ba Ngôi hoặc tên của Chúa chúng ta trong ca nhập lễ, thì chủ tế cúi đầu về phía thánh giá. Nếu có tên của Đức Mẹ hoặc tên của Thánh Mừng Lễ hôm ấy trong ca nhập lễ, thì chủ tế cúi đầu về phía sách lễ. Đọc xong ca nhập lễ, chủ tế đi đến giữa bàn thờ để đọc Kyrie Eleison và Gloria in Excelsis. Khi đọc Gloria in Excelsis, chủ tế mở hai tay và nâng lên đến vai, không ngước mắt lên. Trong lúc người đọc lớn tiếng Gloria in Excelsis, tiếp đó người chắp tay lại và đưa xuống trước ngực và cúi đầu về phía thánh giá khi đọc Deo. Gloria in Excelsis Deo. Et in terra pax omnibus boni voluntatis, laudamus te benedicimus te, adoramus te glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenitus. Khi đọc những lời cuối cùng, linh mục làm dấu thánh giá. Khi đọc Amen, người đặt hai tay trên bàn thờ chuẩn bị hôn bàn thờ. Salus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Khi đọc Dominus Vobiscum, chủ tế hôn bàn thờ quay về bên phải đứng thẳng mặt về giáo dân. Với đôi mắt nhìn xuống, người mở hai tay và chào cộng đoàn với lời Dominus Vobiscum. Khi chào như vậy, người giang tay ra không quá chiều rộng của vai và ở ngang ngực và chắp tay lại trong khi người giúp lễ thưa Et cum Spiritu Tuo. Quay về phía tay trái, chủ tế đi về phía sách lễ. Đứng trước sách lễ, người giang tay ra, cúi đầu về phía thánh giá và đọc lớn tiếng Oremus. Sau đó, với hai tay giang ra trước ngực, người đọc lời nguyện nhập lễ. Nếu lời nguyện kết thúc với Per Dominum Nostrum, thì chủ tế chắp tay lại khi bắt đầu đọc, giữ hai tay chắp lại cho đến hết và cúi đầu về thánh giá khi đọc Jesum. Nếu lời nguyện kết thúc với Qui te cum hoặc Qui vivis, thì chủ tế chắp tay lại khi đọc In unitate, nhưng không cúi đầu về phía thánh giá. Lectio libri sapientiae. Ab initio et ante saecula creata sum et usque et futurum. Sau khi đọc xong lời nguyện nhập lễ, chủ tế đặt hai tay trên sách lễ và đọc thánh thư lớn tiếng.
Trong thực tế, linh mục nên đặt tay hai bên sách lễ hoặc đặt hai tay trên bàn thờ với ngón cái chạm ở rìa sách lễ. Trong một vài nước, chủ tế được phép quay về phía cộng đoàn đọc thánh thư và phúc âm trong tiếng bản xứ. Chủ tế đọc lớn tiếng đáp ca Alleluia hoặc câu sướng và ca tiếp liên nếu có, với hai tay đặt như lúc đọc thánh thư. Alleluia, Alleluia. Postpartum virgo in viola. Đọc xong Alleluia, câu sướng hoặc ca tiếp liên, người chắp tay lại và trở về phía giữa bàn thờ. Ở giữa bàn thờ, chủ tế lần đầu tiên trong thánh lễ nhìn lên thánh giá một chốc. Nếu thánh giá ở ngay tầm mắt thì người ngước mắt lên trời. Sau đó cúi mình sâu với hai tay chắp lại nhưng không đặt trên bàn thờ. Người đọc thầm Munda Kol Meum vẫn cúi mình, người thầm xin Thiên Chúa ban phép lành, trừ trong thánh lễ Requiem thì không đọc. Khi đọc Jubei Domine Benedicere, người xin phép lành cho mình với lời kinh Dominus Sit in Corde Meo. Sau đó, người đứng thẳng lên và không cúi chào thánh giá, người đi về phía phúc âm của bàn thờ. Với tay chắp lại, người đọc lớn tiếng Dominus Vobiscum. Sau đó tách hai tay ra, người làm dấu thánh giá với ngón cái tay phải trên sách lễ ở chỗ đầu bản văn phúc âm mà người sắp công bố, trong lúc đặt bàn tay trái trên sách lễ. Sau đó, người đưa tay phải lên với bàn tay để mở và làm dấu thánh giá với ngón cái trên trán, rồi trên môi và cuối cùng trên ngực cùng lúc đọc Sequentia hoặc Initium Sancti Evangelii. Sancti Evangelii Secundum Lucam. Người chắp tay lại ngay và khi người giúp lễ đáp Gloria Tibi Domine, người đọc phúc âm lớn tiếng. Beatus venter qui te porta vit et ubera quae succisti. Atile dixit. Đọc phúc âm xong và sau khi người giúp lễ đáp Laus tibi Christe, linh mục nâng sách lễ lên với hai tay hôn bản văn ở chỗ đầu phúc âm nơi người đã kẻ thánh giá, trong lúc đọc thầm Per Evangelica Dicta Dele Anto Nostra Delicta. Sau đó người đưa sách lễ với hai tay về giữa bàn thờ gần khăn thánh chừng nào càng tốt, nhưng không để trên nó ở một góc độ có thể đọc dễ dàng. Với hai tay chắp lại, người trở về giữa bàn thờ. Nếu chủ tế phải đọc Credo, người đứng thẳng ở giữa bàn thờ, không cúi chào thánh giá hoặc ngước mắt lên, người mở tay ra, nâng lên và hạ xuống như người đã làm lúc đọc Gloria in Excelsis Deo. Khi đưa tay như vậy, người đọc lớn tiếng Credo in Unum Deum. Trong thực tế, nên giang tay và nâng lên khi đọc Credo in Unum và hạ xuống, chắp tay lại và cúi đầu khi đọc Deum. Sau đó, đứng thẳng lên với hai tay chắp lại, người tiếp tục đọc Kinh Tin Kính. Khi đọc đến Et Incarnatus Est, người đặt hai tay trên bàn thờ bên ngoài khăn thánh, lùi người một tí khỏi bàn thờ và bái quỳ trên đầu gối phải. Người bái quỳ chậm rãi cho đến Et Homo Factus Est thì đầu gối chạm nền bàn thờ. Người đứng lên khi đã đọc xong Et Homo Factus Est. Vào cuối Kinh Tin Kính, khi người đọc Et Vitam thì người làm dấu thánh giá. Sau khi đọc xong Kinh Tin Kính, chủ tế đặt hai tay trên bàn thờ và hôn bàn thờ. Người quay ra bên phải về phía giáo dân, chào với lời Dominus Vobiscum trong khi giang tay ra và chắp lại. Sau đó, người quay lại bàn thờ về phía tay trái. Sau khi quay lại bàn thờ, chủ tế giang tay ra và chắp lại, cúi đầu chào thánh giá trong lúc đọc Oremus. Sau đó, đứng thẳng và với hai tay chắp lại, người đọc lớn tiếng ca dâng lễ. Sau khi đọc xong ca dâng lễ, chủ tế dở khăn phủ chén thánh với hai tay và giao cho người giúp lễ. Đặt bàn tay trái úp xuống trên bàn thờ bên ngoài khăn thánh. Với tay phải, người cầm chén thánh ở nơi của nó và đặt nó ngoài khăn thánh về phía thánh thư. Nếu có bình đựng bánh lễ phải được truyền phép thì người cất nắp đậy nó. Sau đó, người cầm tấm đậy với tay phải và đặt nó tựa vào rìa bản ghi kinh lớn. Tiếp theo, người cầm đĩa thánh với bánh lễ và giữ nó bên trên khăn thánh với hai tay ngang ngực.
Người ngước mắt lên nhìn thánh giá và ngay sau đó đưa mắt xuống nhìn bánh lễ và đọc nhỏ tiếng lời kinh dâng bánh Suscipe Sancte Pater. Immaculata Mostiam, quam ego in denius famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentiis meis, et pro omnibus circumstantibus et et pro omnibus fidelibus Christianis vivis et quae defunctis, ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Sau khi đọc xong, chủ tế đang cầm đĩa thánh trong hai tay, hạ nó xuống cách khăn thánh khoảng 10 cm và gạch hình thánh giá với nó, thẳng và cạnh bằng nhau trên khăn thánh. Sau đó, người nghiêng đĩa thánh về mặt bàn thờ và để cho bánh lễ chùi xuống ở phía giữa của phần xếp ngoài của khăn thánh, phần gần người. Người đặt tay trái trên bàn thờ với tay phải, người đặt đĩa thánh bên dưới phần xếp giữa của khăn thánh phía thánh thư. Nếu có bình đựng bánh lễ thì người đậy nắp lại. Chủ tế cầm chén thánh trong tay trái nơi nơ của nó đi về góc thánh thư của bàn thờ. Người chùi bên trong chén thánh với khăn lau đang ở trong tay phải của người. Đặt chén thánh một chốc trên bàn thờ, người gấp nửa khăn lau trên ngón cái của tay trái. Người cầm bình rượu trong tay phải và thinh lặng đổ ít rượu vào chén thánh. Tiếp đó, vẫn cầm chén thánh với khăn lau trong tay trái, người làm dấu thánh giá trên bình nước mà người giúp lễ đang cầm. Trong khi làm như vậy, người đọc thầm Deus qui humanae substantiae. Sau đó, người cầm bình nước và đổ vài giọt nước vào trong chén thánh và đọc Da Nobis. Sau đó, với tay trái, người đặt chén thánh gần khăn thánh, tiếp tục đọc lời kinh trong lúc đi về giữa bàn thờ. Đến nơi, người dùng tay phải đặt khăn lau trên phần đĩa thánh nằm ngoài khăn thánh. Tiếp đó, chủ tế cầm chén thánh ở nơi của nó trong tay phải, nâng chân chén thánh với tay trái với những ngón tay bên dưới chén. Người nâng chén thánh thẳng lên với hai tay trên khăn thánh sao cho đầu chén không quá tầm mắt trong lúc người thinh lặng đọc Offerimus tibi, mắt nhìn thánh giá suốt lời kinh. Đọc xong, người hạ chén thánh xuống và làm dấu thánh giá với nó, thẳng và cạnh bằng nhau ở phần bên trong của khăn thánh. Sau đó, người đặt chén thánh trên khăn thánh ở một khoảng cách sau bánh thánh. Tay trái giữ chân chén thánh, người cầm tấm đẩy và đẩy chén thánh lại. Cách thức này, người phải làm mỗi lần dỡ tấm đẩy và đẩy lại. Với hai tay chắp lại trên rìa bàn thờ như thường lệ và cúi mình mức độ, người đọc In Spiritu Humilitatis. Et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens Eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. Chúng ta hãy xem lại đoạn này. Đứng thẳng, người mở tay ra, nâng lên đến ngang vai và ngước mắt lên nhìn thánh giá, người đọc thầm Veni Sanctificator. Ngay tức khắc, người hạ tay xuống chắp trước ngực, đưa mắt nhìn xuống trong lúc người đọc Omnipotens Eterne Deus. Sau đó, người đưa tay ra, đặt bàn tay trái úp lên bàn thờ bên ngoài khăn thánh và làm dấu thánh giá với tay phải trên cả chén thánh và bánh thánh trong lúc đọc thầm Benedict. Mỗi lần linh mục làm phép lễ vật, người chắp tay lại trước tiên rồi đặt bàn tay trái lên bàn thờ. Trước truyền phép, tay trái đặt trên bàn thờ bên ngoài khăn thánh, sau truyền phép trên khăn thánh. Linh mục theo chỉ dẫn được ghi trong sách lễ, những chỉ dẫn này cho biết khi nào người làm dấu thánh giá trên cả bánh thánh và chén thánh, và khi nào làm dấu thánh giá trên mỗi vật riêng rẽ. Veni sanctificator omnipotens Eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini. Sau khi đã làm dấu thánh giá, người chắp tay lại và đọc hết lời kinh. Sau đó, người đi về phía thánh thư của bàn thờ và ra ngoài thành bàn thờ. Người rửa đầu ngón cái và ngón trỏ của hai tay và lau khô trong khi đọc thánh vịnh lavabo. Quay về phía bàn thờ, người kết thúc việc lau tay. Người cúi đầu về thánh giá khi đọc Gloria Patri và sau đó với hai tay chắp lại người trở về phía giữa bàn thờ. Sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Đến giữa bàn thờ, chủ tế đứng thẳng, ngước mắt nhìn thánh giá và hạ xuống ngay. Người đặt các ngón tay như thường lệ trên rìa ngoài bàn thờ, cúi mình mức độ và đọc thầm Suscipe Sancta Trinitas.
Suscipi Sancta Trinitas, sanc oblationem, quam tibi offeremus, ob memoriam passionis resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Domini nostri, et in honorem Beate Mariae Semper Virginis, et Beationis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Historum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat ad honorem nobis autem ad salutem, et illi pro nobis intercedere linentur in celis, coro memoriam agimus interis, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Sau khi đọc xong kinh này, người giang tay ra đặt trên bàn thờ bên ngoài khăn thánh, hôn bàn thờ, chắp tay lại và quay về phía giáo dân, quay về phía thánh thư. Với đôi mắt nhìn xuống, người giang tay và chắp lại đọc Orate Fratres, quay lại bàn thờ theo hình tròn về phía phúc âm, giống như khi người đọc Oremus. Khi người giúp lễ đã đáp xong Suscipia, thì linh mục đọc nhỏ tiếng Amen, giống như khi người đọc Oremus. Amen. Sau đó không đọc Oremus, giang hai tay, người đọc nhỏ tiếng lời nguyện thần. Domine propitiationis Beate Mariae Semper Virginis intercessione ad perpetuam atque presentem et coblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Đọc đến từ Deus của lời kết kinh, người nghĩ một chốc trước khi đọc kinh tiền tụng. Sau đó, dở sách lại đến trang của kinh tiền tụng. Sau khi tìm được kinh tiền tụng, chủ tế nhìn thánh giá, đặt tay úp xuống trên bàn thờ bên ngoài khăn thánh và đọc lớn tiếng Per Omnia Secula. Đến Sursum Corda, người nâng hai tay lên và nhìn sách lễ, để tay song song với nhau ngang vai. Khi đọc Gracias Agamus Domino, người chắp tay lại. Đến từ Deo, người đưa mắt nhìn thánh giá. Đến từ Nostro, người cúi đầu. Chú ý phải liên kết lời đọc và cử chỉ sao cho ăn khớp với nhau. Khi người giúp lễ đã đáp Dignum et Justum est, chủ tế giang tay ra và đọc tiếp kinh tiền tụng lớn tiếng. Khi bắt đầu Sanctus, người chắp tay lại nhưng không đặt trên bàn thờ, cúi mình mức độ và đọc Sanctus, Sanctus, Sanctus. Khi đọc Benedictus qui venit, người đứng thẳng lên và làm dấu thánh giá. Khi chủ tế dở ra phần đầu của lễ quy sách lễ, người giang tay và đưa tay lên ngang vai và đưa mắt nhìn thánh giá cùng một chợt. Người hạ hai tay xuống và đưa mắt nhìn xuống ngay, chắp tay lại trước ngực. Đặt hai tay như cách thường làm ở rìa bàn thờ, cúi mình sâu và bắt đầu lễ quy thề y chi tuồng. Người làm dấu thánh giá trên cả chén thánh và bánh thánh ba lần khi người đọc Ec Dona. Giữ chân lại với nhau và nhìn bàn thờ, chủ tế quay phía thân trên về phía sách lễ. Làm như thế, người giữ sách lễ và lễ vật giữa hai tay đang dang ra. Mỗi lần người làm phép lễ vật hoặc cúi mình, chủ tế qua nhìn bàn thờ. Vào lúc đọc Memento, chủ tế trong lúc đọc Memento Tuorum, người nâng tay lên và chắp lại, giữ nó trước ngực hoặc gần mặt mà không động nó, và cúi đầu chút ít. Như vậy, cúi đầu chút ít, người nhớ đến những kẻ mà người muốn cầu nguyện cho. Sau khi đã đọc xong phần Memento, người ngẩng đầu lên, đưa tay xuống ngang vai, giang tay ra lại trước ngực và tiếp tục lễ quy. Chủ tế dùng tay trái mà dở trang sách lễ. Mỗi lần dở trang sách, người đặt tay phải trên bàn thờ bên ngoài khăn thánh nếu đó là trước truyền phép, đặt trên khăn thánh nếu là sau truyền phép. Communicantes et memoria venerantes in primis gloriosae Semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Iesu Christi. Celet Beti Iosef Iusem Virginis Sponsi, et Beatorum Apostolorum ac Martyrum Tuorum Petri et Pauli, Andrei Iacobi Ioannis Tomei Iacobi Philippi Bartolomei, Mattei Simonis et Tadei, Lini Cleti Clementis Xisti Cornelii Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et Omnium Sanctorum Tuorum, quorum meritis precibusque concilas,
Ut in omnibus protectionistum omnium auxilio, per eum Christum Dominum nostrum. Amen. Khi kết thúc kinh Communicantes, chủ tế chắp tay lại nhưng không cúi đầu. Khi người đọc Hanc Ictitur, người đưa hai bàn tay lên trên lễ vật kết lại với nhau, ngón cái phải đặt trên ngón cái trái, lòng bàn tay úp xuống lên trên chén thánh và bánh thánh. Người sẽ chắp tay lại sau khi đọc xong lời kinh. Hanc Ictitur oblationem servitutis nostre, selecum te familiae tue quaesumus Domini, ut placatus accipias iesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripiet, in electorum tuorum iubeas rege numera. Khi đọc phần kết Per Christum Dominum Nostrum, người chắp tay lại và đưa về trước ngực trong khi đọc Quam Oblatione. Đến lời Benedictam, chủ tế đặt tay trái trên bàn thờ và làm ba dấu thánh giá với tay phải trên lễ vật, cả chén thánh và bánh thánh. Dấu thánh giá thứ tư thì làm trên bánh thánh, còn dấu thánh giá cuối cùng thì làm trên chén thánh. Sau khi đọc xong lời kinh này, người chắp tay lại và cúi đầu kính thánh giá. Nếu bình đựng bánh thánh phải được truyền phép, chủ tế cất nắp đậy. Nếu cần, người chùi nhẹ đầu ngón trỏ và ngón cái của mỗi tay trên khăn thánh trong lúc đọc Qui Predie. Qui Predie quam Pater etur. Người cầm bánh thánh khi đọc Accepit Panem. Đưa mắt nhìn lên thánh giá một chốc và nhìn xuống tức thì khi đọc Et elevatis oculis in celum. Người cúi đầu sâu khi đọc Tibi gratias agens. Khi đọc Benedixit, với tay phải người làm dấu thánh giá trên bánh mà người cầm giữa ngón cái và ngón trỏ của tay trái. Người dừng lại chốc lát, người bước lui một tí khỏi bàn thờ, nghiêng mình trên bàn thờ và đặt hai khuỷu tay ở phía trước bàn thờ và cúi đầu. Người đọc với tất cả sự chú ý, kính cẩn và từng từ một lời truyền phép trên bánh mà người cầm trong tay. Hoc est enim corpus meum. Sau lời truyền phép vẫn cầm mình thánh, chủ tế bước lui khỏi bàn thờ một tí trong lúc đặt hai cánh tay ngang bụng trên bàn thờ, người bái quỳ và thờ lại mình thánh Chúa. Đứng dậy sau khi bái quỳ, người nâng mình thánh lên với hai tay sao cho giáo dân có thể thấy trong lúc người tiếp tục đặt mắt trên đó. Sau đó người kính cẩn hạ mình thánh xuống, rút tay trái ra và đặt trên khăn thánh. Với tay phải đang cầm mình thánh, người đặt trên khăn thánh và bái quỳ. Nếu có bình đựng mình thánh phải truyền phép, người đẩy lại. Chúng ta hãy xem lại đoạn này. Qui prédiez quam pater etur, accepit panem in sancta sac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum ad deum patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens, Benedixit fregi delit quid discipuli sui dicens, accipit et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Từ đây trở đi cho đến rửa tay, chủ tế trừ khi người cầm mình thánh giữ ngón trỏ và ngón cái của mỗi tay kết lại với nhau. Khi đã bái quỳ sau khi dâng mình thánh lên, chủ tế cất tấm đầy chén thánh với tay phải. Đặt ngón cái và ngón trỏ của mỗi tay trên chén thánh, người phủi nhẹ những mảnh vụn nhỏ của mình thánh mắc ở đó nếu có. Điều này người lặp lại mỗi lần người cầm mình thánh Chúa. Sau đó đứng thẳng, người bắt đầu đọc Simili Modo. Và khi người đọc Accipiens, người cầm chén thánh với cả hai tay, nâng lên một tí trong chốc lát và đặt xuống trên khăn thánh. Vẫn cầm chén thánh với cả hai tay trong lúc đọc Item Tibi Gratias Agens, người cúi đầu. Sau đó người làm dấu thánh giá trên chén thánh trong lúc người đọc Benedixi. Tay trái giữ chân chén thánh, cầm chén thánh với hai tay, tay phải giữ chén thánh nơi nơ chén, tay trái cầm chân chén. Người tiếp tục đọc De Ditque Discipulis Suis. Đọc xong những lời này, người tựa cánh tay trên bàn thờ, nâng chén thánh lên một tí, nghiêng mình trên chén,
và kính cẩn đọc lời truyền phép Hic est enim calix. Calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui provobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Người đặt chén thánh trên bàn thờ và trong khi đọc thầm Ec quos cumque feceritis, người bái quỳ và thờ lại máu Thánh Chúa. Đứng lên, người cầm chén thánh trong cả hai tay và chậm rãi nâng lên sao cho cộng đoàn nhìn thấy dễ dàng. Trong khi nâng chén thánh, chủ tế đặt mắt mình trên đó. Người kính cẩn hạ chén thánh xuống và đặt trên khăn thánh. Đặt tay trái trên chân chén thánh, người dùng tấm đậy đặt trên chén thánh. Người bái quỳ. Chúng ta hãy xem lại đoạn này. Simili murupus quam scenatum est, tac scipiens et un preclarum calicem in sanctas et venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, ac scipite libite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui provobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Et quotiescumque feceritis in me memoriam facietis. Sau khi đã bái quỳ, chủ tế giang tay trước ngực và tiếp tục đọc Unde et Memores. Unde et Memores, Domine nos servitui, sede plebs tua, sancta visem Christi, fili tui, Domini nostri, itam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus preclare majestatis. Khi đọc De tuis donis, người chắp tay và làm dấu thánh giá ba lần trên cả chén thánh và mình thánh với nhau. Sau đó một dấu thánh giá trên mình thánh và một dấu thánh giá trên chén thánh. Ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supraque propitio esse nutri spice redineri sit acceptabere sicut acceptabere dignatus est munera pueri tui justi abel et sacrificium patriarchae nostri abrei et aqua tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Đọc tới lời supplices te rogamus, người cúi đầu sâu giữ hai tay chắp lại và đặt ở rìa bàn thờ. Sau đó người hôn chỗ giữa bàn thờ lúc đọc ut quod quod exaltatoris và khi đứng dậy người đọc sacro sanctum filii tui. Người chắp tay và đặt tay trái trên khăn thánh và làm dấu thánh giá trên mình thánh khi đọc corpus và sau đó trên chén thánh lúc đọc sanguinem. Exaltatoris participatione sacro sanctum filii tui corpus et sanguinem sum serimus. Sau đó, người làm dấu thánh giá trên mình, đọc lời kết kinh và chắp tay lại. Amen. Memento etiam Domine famulorum famulorum quaetuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Khi linh mục đọc Memento etiam, người đưa tay ra và chắp lại thong thả khi đọc in somno pacis. Sau đó, người nâng hai tay chắp lên mặt và cúi đầu sâu, đôi mắt nhìn mình thánh trong lúc cầu nguyện cho những người đã qua đời. Sau khi cầu nguyện xong, người ngẩng đầu lên và giang tay như trước, người đọc tiếp Ipsis Domine. Cuối cùng đọc đến Pereum Dem, người chắp tay và cúi đầu sâu. Indulgeas et precamur, Pereum Dem Christum Dominum Nostrum. Amen. Nobis cumque peccatoribus. Khi đọc ba từ sau đây, Nobis cumque peccatoribus, chủ tế cất giọng lên và đấm ngực nhẹ. Cum tuis sanctis apostolis et martyribus cum Ioannis Stefano, Mattia Barnaba Ignazio Alexandro Marcellino, Petro Felicitate Perpetua Gata Lucia Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meritis et venie quesumus lagitor admite. Kết thúc lời kinh, linh mục chắp tay và đưa tay làm ba dấu thánh giá trên cả chén thánh và mình thánh. Per quem communia Domine semper bona creas, sanctificas,
vivificas, benedici sed prestas nobis. Trước khi đọc Peripsum, Chủ tịch cắt tấm đại chén thánh và bái quỳ. Người cầm mình thánh với ngón cái và ngón trỏ của tay phải. Sau đó, người đưa tay trái cầm nơ chén thánh và làm dấu thánh giá với mình thánh ba lần trên chén thánh, trong khi đọc Peripsum et cum ipso et in ipso. Peripsum et cum ipso et in ipso. Và ngay sau đó, trong khi vẫn giữ chén thánh với tay trái, người làm hai dấu thánh giá khác trên khăn thánh, giữa rìa ngoài của chén thánh và ngực mình. Đọc lúc làm dấu thánh giá thứ nhất, Estibi Deo Patrium Nipotenti, và dấu thánh giá thứ hai khi đọc In Unitate Spiritus Sancti Deus. Sau đó, người cầm mình thánh thẳng trên chén thánh và giữ vững tay phải, người nâng mình thánh và chén thánh lên một tí, thẳng đứng và kết thúc với lời Omnis Honor et Gloria. Sau khi đặt chén thánh trên bàn thờ và mình thánh ở nơi thường đặt, người chùi các ngón tay trên chén thánh, kết các ngón cái và ngón trỏ lại, đẩy chén thánh với tấm đẩy. Người đặt hai tay trên bàn thờ bên ngoài khăn thánh, bái quỳ và sau đó đọc Per omnia saecula saeculorum. Chúng ta hãy xem lại đoạn này. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus moniti et divinae. Chú ý linh mục làm gì với hai tay? Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Cuối kinh Pater Noster, chủ tế đọc thầm Amen. Sau đó, linh mục đặt tay trái trên bàn thờ và với tay phải lau đĩa thánh với khăn lau. Người cầm đĩa thánh với ngón trỏ và ngón giữa của tay phải, giữ nó trong bàn tay, đặt mép đĩa ngoài khăn thánh và phần lõm của đĩa quay về phía giữa bàn thờ. Và với tay trái, vẫn để trên khăn thánh, người đọc Libera Nos. Cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo et quae Andrea et omnibus. Linh mục làm dấu thánh giá với đĩa thánh và hôn nó trong lúc đọc Da Propitius Pacem. Đọc tiếp đến Ut Ope. Người chùi đĩa thánh dưới mình thánh cho đến khi mình thánh nằm vào giữa đĩa. Linh mục giở tấm đại chén thánh khi đọc Et a peccato simus semper và bái quỳ lúc đọc Et a omni perturbatione securi. Cầm lấy mình thánh giữa ngón cái và ngón trỏ của tay phải, linh mục đưa lên trên miệng chén thánh với sự trợ giúp của ngón cái và ngón trỏ của tay trái và kính cẩn bẻ mình thánh lúc đọc Pereum Dam Dominum Nostrum Jesum Christum. Khi đọc Qui te cum vivit et regnat, linh mục dùng ngón cái và ngón trỏ của tay phải bẻ một mảnh nhỏ ở góc dưới của nửa mình thánh bên tay trái. Trong lúc cầm mảnh bẻ này trên chén thánh với tay phải, linh mục dùng tay trái đặt phần còn lại của nửa mình thánh bên trái trên đĩa thánh, kề sát nửa bên phải, người đọc In Unitate Spiritus Sancti Deus. Đặt tay trái trên cái đốt của chén thánh và vẫn cầm mảnh bẻ của mình thánh trong tay phải trên chén thánh. Chủ tế đọc lớn tiếng Per omnia saecula saeculorum. Linh mục làm ba dấu thánh giá với phần mình thánh đã bẻ trên chén thánh, từ rìa này sang rìa kia và đọc lúc làm dấu thánh giá thứ nhất Pax Domini, dấu thánh giá thứ hai Sit Semper và dấu thánh giá thứ ba Vobiscum. Khi người giúp lễ trả lời Et cum spiritu tuo, chủ tế để cho mảnh mình thánh rơi vào trong chén, đọc thầm Et cum mixio và đến Jesu Christi người cúi đầu. Chúng ta hãy xem lại đoạn này. Libera nos quae sumus termini ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper virgine Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti,
et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Perium dem Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et commixio consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Linh mục chắp tay và cúi sâu và đọc Agnus Dei ba lần. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi qui existi apostolis. Đặt tay chắp lại trên bàn thờ, cúi mình sâu với đôi mắt nhìn mình thánh. Chủ tế thanh lặng đọc ba lời nguyện trước khi rước lễ. Iam quae secundum voluntatem tuam pacificare. Et quod unare dineris qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundum vivificasti. Libera me per hoc sacro sanctum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et facme tuis semper inerere mandatis, et aeternumquam separari permitas, qui cum eodem Deo Patre et Spiritus Sancto vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe, quod ego indignus sumere presumo non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mica tutamentum mentis et corporis et ad medelam percipientam, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti. Sau khi đã đọc ba lời nguyện xong, chủ tế bái gối và khi đứng lên thì đọc Panem Celestem Accipiam. Sau đó, linh mục nhẹ nhàng di chuyển với ngón trỏ và ngón cái tay trái hai phần của mình thánh về phía trên của địa thánh. Người cầm lấy với ngón trỏ và ngón cái tay phải và sắp nó giữa ngón trỏ và ngón cái tay trái để hai phần hợp lại thành hình tròn. Giữ tay trái theo cách này giữa ngực và chén thánh ở trên khăn thánh và cúi mình vừa, linh mục đọc Domine non sum dignus, đấm ngực ba lần với tay phải mỗi lần. Sau khi đọc xong lần thứ ba, Domine non sum dignus, chủ tế đứng thẳng với ngón trỏ và ngón cái tay phải, đặt nửa bên phải của mình thánh trên nửa bên trái, rồi người cầm lấy hai phần nửa mình thánh gộp lại với nhau ở bên dưới trong tay phải và đặt trên đĩa thánh, kính cẩn làm dấu thánh giá trước ngực với mình thánh và đọc Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Đoạn đặt hai cánh tay trên bàn thờ, chủ tế kính cẩn cúi mình và đưa hai phần mình thánh vào trong miệng. Người đặt đĩa thánh trên khăn thánh với tay trái, đứng thẳng, giữ ngón tay cái và ngón trỏ với nhau và chắp tay gần trước mặt. Ở như vậy trong thanh lặng suy gẫm về mình thánh Chúa. Chúng ta hãy xem lại đoạn này. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum sed tantum de verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum sed tantum de verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum sed tantum de verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Chủ tế cất tấm đại chén thánh và bái quỳ, đọc thầm Quid retribuam Domino pro omnibus. Sau đó, người cầm đĩa thánh thu lại những mảnh vụn mình thánh có thể đang ở trên khăn thánh. Người cẩn thận chùi đĩa thánh với ngón cái và ngón trỏ trên chén thánh, cũng chùi ngón cái và ngón trỏ với nhau trên chén thánh. Vẫn giữ đĩa thánh trong tay trái, chủ tế cầm chén thánh với tay phải, đọc Calicem Salutaris. Calicem Salutaris accipiam et nomen Domini in vocabo. Laudans in vocabo Dominum et abidimicis meis salvus ero. Người làm dấu thánh giá với chén thánh và đọc Sanguis Domini Nostri và đặt đĩa thánh dưới càm, người kính cẩn uống máu thánh và những mảnh vụn mình thánh trong đó. Người đặt đĩa thánh và chén thánh trên khăn thánh và đẩy chén thánh với tấm đầy.
Nếu phải cho rước lễ, chủ tế sau khi đẩy chén thánh với tấm đầy, đặt nó về phía sau bên trái khăn thánh. Người mở cửa nhà tạm bái quỳ và lấy bình đựng mình thánh và lấy khăn bao ra. Khi kinh Confiteor được đọc xong, chủ tế bái quỳ và quay về phía cộng đoàn một tí đọc lớn tiếng Miseria tu Vestri và Indulgentiam. Rồi người quay về lại phía bàn thờ và bái gối. Người cầm bình đựng mình thánh trong tay trái và một mình thánh giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải. Người quay về phía cộng đoàn và đọc lớn tiếng Ecce Agnus Dei và sau đó Domine non sum dignus ba lần. In tres subtectum meum, sed tantum di verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut in tres subtectum meum, sed tantum di verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut in tres subtectum meum. Sau đó chủ tế cho rước lễ, đọc Corpus Domini Nostri Jesu Christi mỗi lần trao mình thánh Chúa. Người trở lại bàn thờ để bình đựng mình thánh trên khăn thánh, bái quỳ đẩy bình đựng mình thánh và đặt vào trong nhà tạm. Người bái quỳ lần nữa, đóng cửa nhà tạm và khóa lại. Người lao địa hứng mình thánh trên chén thánh. Linh mục hoặc sau khi đã chịu máu thánh hoặc sau khi đã lao địa hứng mình thánh, cầm địa thánh trong tay trái và giữ chén thánh ở trên khăn thánh, đưa về phía thánh thư của bàn thờ, đọc thầm quod ore. Chủ tế giữ các ngón cái và ngón trỏ với nhau trên miệng chén thánh trong lúc người giúp lễ đổ cả rượu lẫn nước trên các ngón ấy. Trong lúc đó, người đọc thầm Corpus Tuum Domine. Amen. Người dùng khăn lau chùi miệng và sau đó chùi chén thánh. Sau đó người đặt khăn lau trên chén thánh rồi đến đĩa thánh và tấm đầy. Người xếp khăn thánh và đặt vào trong bao. Người lấy khăn lúp và phủ lên chén thánh trước khi đặt bao khăn thánh lên trên hết. Người đặt chén thánh ở giữa bàn thờ, ở cùng chỗ mà khi đầu thánh lễ người đã đặt. Sau đó, người đi về phía sách lễ và đọc điệp ca hiệp lễ. Mais ta chère Marie et Virginis que porta verront eterni patris filium. Sau khi đọc xong, người trở lại giữa bàn thờ. Hôn bàn thờ, quay mình ra, giang tay và đọc Dominus Vobiscum. Rồi trở lại phía sách lễ, đọc lời nguyện hiệp lễ.
Sumptis Domine salutis nostre subsidiis, da quesumus Beate Mariae Semper Virginis patrocinis nos ubique protegi, in cuius venerazione ec tuer pedimus majestati, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Sau đó người sắp sách lễ lại với cành mở về phía tâm bàn thờ. Trở lại giữa bàn thờ, hôn bàn thờ, quay lại và đọc Ite Missaes với tay chắp lại. Người giúp lễ thưa Deo Gratias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Placia tibi santa trinitas. Sau đó, linh mục chắp tay và đặt trên bàn thờ trước khi cúi mình và đọc thầm Placia tibi. Tibi sit acceptabile, micuque omnibus procribus illud obtudis et miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Sau khi đọc xong lời kinh, linh mục hôn bàn thờ. Sau đó đứng thẳng, người ngước mắt nhìn thánh giá và cùng lúc nâng hai tay lên ngang vai và đọc lớn tiếng Benedicat vos omnipotens Deus. Người quay về phía cộng đoàn và ban phép lành người đọc Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dấu thánh giá này là quá rộng. Khi ban phép lành cho cộng đoàn sau thánh lễ, chủ tế phải giữ giới hạn mà người phải có khi làm dấu thánh giá trên mình. Khi đọc phúc âm cuối lễ, chủ tế đọc Dominus vobiscum, người giúp lễ đáp et cum spiritu tuo. Sau đó, chủ tế gạch hình thánh giá với ngón cái tay phải trên bàn thờ, và sau đó trên trán, môi và ngực trong lúc đọc Initium Sancti Evangelii Secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quidquid factum est. In ipso vitae erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprenderunt. Fuit homum Iesus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per ibere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, illo testimonium per ibere de lumine. Erat lux vera, qui illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus se omnem cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod totem receperunt eum, delit eis potestatem filius Dei fieri, isqui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Có thông lệ là sau phúc âm cuối lễ, chủ tế xuống trên bàn thờ quỳ đọc lời kinh của Đức Leo. Sau đó, người cầm chén thánh trong tay trái bước xuống trên bàn thờ, cúi mình sâu chào thánh giá hoặc bái quỳ nếu có mình thánh chúa, và trở về phòng thánh.